Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ sáu và như mình đã thông báo thì mình sẽ livestream buổi số 7 để tiếp tục dạy mọi người về chương trình tiếng Anh trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một buổi học hiệu quả cùng với nhau. Đã có những người đầu tiên tham gia chương trình học của chúng ta. Và khi mà mọi người học thì mọi người cố gắng là như mình nói đó là gì? Chúng ta sẽ in cái cuốn này ra đúng không ạ? In cái cuốn sách mà mình gửi trên trang cá nhân của mình ấy để có thể nhìn vào đó để học tiếng Anh một cách tốt nhất đúng không ạ? Thay vì việc chúng ta cứ phải nhìn vào màn hình và cảm thấy mỏi mắt thì chúng ta nhìn vào sách thì sẽ hiệu quả hơn. Ok không ạ? Những bạn xem livestream thì hãy chia sẻ để có thể ghi nhớ được video này, chia sẻ về tường của mình. Nếu không thì nó sẽ trôi đi mất và chúng ta sẽ không biết là cái bài của mình đang ở chỗ nào đúng không ạ? Nếu muốn xem lại thì rất là khó. Đưa về tường nhà mình thì mình tìm cái là sẽ thấy luôn đúng không ạ? Đó. Thì mọi người cố gắng là mọi người theo dõi và có thể là luyện tập theo nhé. Và như mình nói đó là cái phần tiếng Anh này nó sẽ liên quan đến những hoạt động ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta học thì chúng ta vận dụng ngay vào trong các hoạt động đó. Ok không ạ? Hello Ngọc Minh. Ngọc Minh chia sẻ video cho cô nhé Ngọc Minh ơi. Mình sẽ chia sẻ cái bài này vào nhóm. Để xem nào. Nhóm gì nhỉ? Mẹ đã sẽ sẵn sàng à? Mọi người chia sẻ giúp mình nhé. Thì nhóm mẹ đã sẵn sàng để cho các mẹ ở trong đó có thể học cùng. Được không ạ? Ok. Còn những ai muốn chia sẻ vào nhóm nào nữa thì mọi người hãy chia sẻ giúp mình luôn nhé. Để nhiều người có thể có cơ hội học cùng với chúng ta đúng không ạ? Chúng ta sẽ đợi một vài phút để có nhiều người cùng vào học thì chúng ta sẽ bắt đầu bài học của mình nhé. Ok không ạ? Mọi người đã in cái cuốn sách mình bảo ra chưa? Mọi người đã in cái cuốn sách của mình ra chưa? Của chúng ta ấy. Cái cuốn tiếng Anh trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày này. Mọi người đã in ra chưa? Mình đã gửi cho chúng ta cái bản PDF ở trên trang cá nhân của mình buổi hôm trước rồi. Mọi người đã nhớ để in nó ra chưa? Khi mà chúng ta in nó ra thì chúng ta mới học nó một cách hiệu quả được nhé. Tại vì không phải lúc nào chúng ta cũng cầm điện thoại và chúng ta xem cái video đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cầm cái cuốn sách đấy để có thể ôn lại các từ vựng, ôn lại các hành động mà chúng ta được học ở trong bài. Đúng không ạ? Chúng ta đã đi được chặng đường đó là 6 bài rồi. Và tổng của chúng ta có tận 60 bài cơ. Thì chúng ta sẽ cố gắng kiên trì đi cùng với nhau từ đầu đến cuối đúng không ạ? Mình cũng sẽ cố gắng. Khi mà có sự chia sẻ của mọi người, có sự ủng hộ của mọi người thì mình sẽ có động lực để chia sẻ từ đầu đến cuối cho mọi người, đúng không ạ? Khi mình có thời gian, khi mình sắp xếp được thời gian thì mình sẽ cố gắng là một tuần dạy ít nhất là 2 buổi. Còn nếu như tuần nào mà rảnh hơn thì sẽ là một tuần 3 buổi. Như tuần này đây là buổi thứ 2, đúng không ạ? Ok. Buổi hôm trước thì chúng ta học về making a bed, tức là sửa soạn giường ngủ. Thì mọi người về có luyện tập được không ạ? Mình rất cần sự tương tác của mọi người nhé. Tại vì nếu như mọi người không tương tác thì mình sẽ không biết được là mọi người đang xem được video hay không, hay là có nghe rõ hay không, và cảm thấy học có hiệu quả hay không. Nếu chỉ học và gọi là xem xong sau đó là không có ý kiến gì thì mình sẽ không thể biết được rằng cái chất lượng mình đang dạy cho mọi người ở mức độ như thế nào, đúng không ạ? Mọi người phải bình luận, mọi người phải tương tác thì mình mới biết. Và khi mà mọi người tương tác như thế thì tạo cho cái video của mình nó sôi nổi hơn thì chúng ta học càng hiệu quả hơn đúng không ạ? Còn nếu như không, mọi người không chia sẻ, không tương tác thì sẽ rất là buồn. Và mình coi như mình độc thoại một mình như thế này thì cũng không hay lắm. Đó. Đúng không ạ? Mục đích chia sẻ đó là để nhiều người biết đến cái chương trình của chúng ta hơn đúng không ạ? Người ta vẫn nói rằng gì? Không có gì là miễn phí. Tất nhiên mình làm video ở đây
mình gọi là miễn phí, tức là chúng ta sẽ không phải trả phí cho việc mình dạy như thế này. Tuy nhiên nó cũng không hẳn là miễn phí đúng không ạ? Nó không hẳn miễn phí ở chỗ đó là gì? Mình muốn đây là cái mong muốn của mình, đó là mình muốn mang cái tâm huyết của mình để giúp cho nhiều người, đặc biệt là các mẹ có thể học được tiếng Anh để có thể dạy được cho con mình, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất đúng không ạ? Mình dạy từng cái từ một và mình giúp cho mọi người có thể nói được. Đấy là cái mong muốn của mình, thì mọi người chia sẻ đấy là thực hiện được cái mong muốn của mình, đấy là mọi người đã coi như đã trả công cho mình đúng không ạ? Một chia sẻ của mọi người đó coi như là ủng hộ mình, coi như là trả công cho mình cái việc là mình bỏ thời gian ra để mình hướng dẫn cho mọi người. Mọi người hình dung đúng không ạ? Đó, cơ mà mình không lấy tiền của mọi người. Đó, mình chỉ cần một chia sẻ của mọi người thôi. Đúng không ạ? Tại vì cái sự chia sẻ này nó sẽ giúp cho nhiều người biết đến cái chương trình của chúng ta hơn. Nếu như chúng ta tiếc 1 2 giây để chúng ta chia sẻ thì có rất ít người biết đến đúng không? Đó, mình chỉ nói như vậy thôi. Còn 1 phút nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học của chúng ta nhé. Trong bài học của chúng ta thì hôm nay chúng ta cũng sẽ chỉ học một trang thôi. Nhưng hôm nay mình sẽ cố gắng đó là quay cả cái phần khẩu hình của mình để mọi người có thể quan sát được, đúng không ạ? Có những âm nào mình cảm thấy cần phải quay khẩu hình thì mình sẽ quay khẩu hình để cho mọi người có thể hình dung được cái âm đó đọc như thế nào, phát âm như nào. À, Ngọc Minh ơi, hôm nay là thứ sáu, ngày mai mới thứ bảy. Đúng là lịch của cô là thứ bảy nhưng tại vì mai cô về quê nên hôm nay cô phải livestream trước. Hôm mai về quê không có mạng và cũng không có thời gian để dạy cho mọi người ấy. Nên hôm nay cô sẽ dạy bù nhá, coi như dạy bù cho ngày mai ấy. Đúng không ạ? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học đầu tiên. Xin lỗi, bài học ngày hôm nay của chúng ta nhé. Nào, hôm trước là making a bet. Hôm nay chúng ta sẽ học về việc pha cà phê hoặc là pha trà sẽ như thế nào, đúng không ạ? Tiêu đề bài của chúng ta này. Mình sẽ quay vào cuốn sách để cho các bạn có thể nhìn được nhé. Đây, bài số 7 của chúng ta này. Được chưa nào? Tiêu đề bài của chúng ta là gì đây? Making coffee. Making tea. Coffee. Tea. Mọi người chú ý nhá. Cái từ coffee chúng ta đọc cao hơn là cái âm cough, đúng không nào? Coffee. Cái âm của chúng ta sẽ như thế này, trọng âm nó ở đây và chúng ta đọc xuống giọng ở từ này, được không nào? Making coffee. Making coffee là pha cà phê, còn making tea. Tea là pha trà. À, mọi người chú ý, trong cái từ tea thì chúng ta nhớ rằng đây là một âm người ta gọi là âm e, long e ở trong tiếng Anh. Vậy khi đọc nó thì mình phải chú ý như sau. Mình sẽ quay khẩu hình của mình để mình minh họa cho mọi người nhé. Cái từ này thì nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng để đọc được cái từ đó, cái từ tea thì chúng ta phải lưu ý đó là âm của chúng ta là âm e. Khi đọc thì chúng ta miệng chúng ta giống như đang cười đấy. Cái miệng sẽ đưa về hai bên đúng không? Và chúng ta đọc thì giống như đang cười. E, tea, đúng không ạ? Making tea. Making tea. Đúng không ạ? Giống như chúng ta đang nhoẻn miệng cười vậy, đọc phải nhe răng ra, được chưa? Chứ chúng ta không đọc là making tea. Miệng miệng mà nhỏ như này là không đúng nhá. Making tea. Tea, đúng không ạ? Tea. Cái miệng của chúng ta giống như đang cười âm y, được không ạ? Đó, pha trà. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến các phần đó là key vocabulary ở trong bài của chúng ta, đó là các từ vựng. Đúng không nào? Các từ vựng về động từ này, danh từ và tính từ chúng ta sẽ học ở trong bài ngày hôm nay. Ngọc Minh ơi, chủ nhật cô sẽ không dạy nhé vì chủ nhật cô vẫn đang ở quê. Được không nào? Trong tuần chỉ dạy được 2 buổi thôi. Hy vọng tuần sau cô sẽ dạy đều được cả 3 buổi theo như lịch. Nào, chúng ta hãy quan sát một lượt các động từ này, các danh từ và các tính từ của chúng ta. Sau đó là quan sát các hoạt động ở bên này. Được chưa? Với các hoạt động như thế thì chúng ta sẽ học từng phần một, được không? Chúng ta sẽ học phần ở trên là making coffee, còn phần ở dưới là making tea. Được chưa nào? Đầu tiên chúng ta sẽ xem các động từ này. Chúng ta sẽ hôm nay thì mình sẽ không nói nghĩa của các cái từ này nữa mà mình chỉ đọc hướng dẫn cách đọc cho mọi người thôi. Còn
Để nghĩa của nó thì lát nữa chúng ta vào trong các cái tình huống cụ thể như này này, chúng ta sẽ học các từ đó luôn theo các cụm, dựa trên cái văn cảnh và các cái hình ảnh ở đây thì sẽ phù hợp hơn, được không ạ? Nào, từ đầu tiên của mình này ở trong các động từ đó là at. Các bạn chú ý có âm d ở bên cuối này nhá. D. Từ này để đọc được nó thì chúng ta sẽ phải đọc như thế này này. Đây, mình sẽ quay cái khẩu hình để mọi người có thể hình dung được từ này rõ hơn nhé. Các bạn có thấy cái miệng của mình mở rộng và mình nhìn thấy cái lưỡi ở trong không? Tại vì mình đọc cái âm đấy là âm e. E, người ta gọi là âm e bẹt trong tiếng Anh thì mình sẽ phải bẹt lưỡi xuống. E. E, mọi người nhìn thấy miệng mình mở rộng và cái lưỡi của mình ở bên dưới không ạ? E. E. E, được không nào? Mọi người chú ý đọc âm đấy nhá. E. E. Được không ạ? Mọi người hình dung được cái cách mà chúng ta phát âm chưa? Cái cách chúng ta phát âm đó là ghép hai âm lại nhưng các âm phải đúng. E. E. Được chưa nào? Âm d. Đó. Trẻ con nhà xóm hơi ồn nhỉ. Nào, chúng ta sẽ tìm hiểu đến âm thứ hai nhá. Cái từ chúng ta này. Từ thứ hai là từ become. Become, các bạn chú ý động từ của mình nó rơi vào âm trọng âm rơi vào tiết thứ hai nên chúng ta đọc nó cao hơn một chút nhá. Become, 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 nó có âm ở cuối cùng nữa nên mọi người chú ý đọc xong thì ngậm miệng lại. Become, become, các bạn có thể quan sát khẩu hình của mình một chút này. Become, 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 đọc xong thì cái miệng của mình vẫn phải ngậm lại nhé, tại vì đấy là âm đúng không ạ? Become, become, ok không ạ? Tiếp. Boil, boil, các bạn chú ý cái âm này khá là khó đọc, chúng ta đọc xong thì chúng ta phải cong cái lưỡi của mình lên, cái đầu lưỡi sẽ phải đặt ở chân của hàm răng trên, đúng không ạ? Nào, hãy nhìn quan sát khẩu hình của mình khi mình đọc cái âm này này. Boil, 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 nhìn thấy lưỡi của mình không ạ? Lưỡi, đầu lưỡi đang đặt ở chân của hàm răng trên. Boil, boil, thấy chưa? Boil, boil, đó. Cái cách đọc chúng ta sẽ phải để ý đến cả cái khẩu hình của mình thì cái âm mình phát ra nó mới đúng được, đúng không ạ? Chứ nó không như tiếng Việt chúng ta, tiếng Việt chúng ta sẽ không có âm cuối, nó thường sẽ không có âm cuối, và khi chúng ta không có âm cuối như thế thì nó sẽ khác với âm của tiếng Anh. Âm tiếng Anh chỉ cần khác âm cuối thôi là đã các từ thành khác nhau rồi, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ phải cực kỳ lưu ý với việc là chúng ta đọc thêm cả cái âm cuối, được chưa? Tiếp nha. Cái việc quay qua quay lại giữa mặt mình và cái từ trong sách ấy, thì mình cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà mình muốn mọi người hình dung được cả cái phần khẩu hình ấy, cho nên mình phải quay như vậy sẽ hơi chóng mặt một chút, thì mọi người chú ý nhé. Chưa? Từ boil đây mọi người có thể thấy boil này. Làm sôi, khi mà sôi thì nước nó sẽ bốc hơi lên đấy, được không ạ? Tiếp này. Drip, drip. Nào, âm này của mình là âm d, r, đúng không ạ? D, r, d, r. Và âm e rất là ngắn. Sau này đến âm p, đúng không ạ? Drip, drip, drip. Âm p, đúng không nào? Mọi người nhìn này, nhỏ giọt này. Cái hình ảnh minh họa này. Đó, chính là động từ của chúng ta. Drips, drip, đúng không ạ? Drip. Chưa nào? Tiếp theo này, động từ heat up, heat up, heat có âm t và up, chúng ta nối âm thành heat up, heat up, đúng không ạ? Heat up, làm cho nó nóng lên này, đúng không ạ? Heat up, ok chưa? Tiếp này, động từ này thì đã rất quen rồi. Make, 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 đừng quên âm cuối của chúng ta nhé. Make, make, đó, trong từ pha trà của chúng ta đấy. Make coffee, make tea, đúng không ạ? Make, được chưa? Make, make.
Tiếp này, từ này chúng ta sẽ đọc nó là poor. P, cái âm này của chúng ta này, poor. Poor. Đọc xong âm này thì cái khẩu hình của chúng ta sẽ phải tròn miệng nhá. Hãy để ý cái miệng của mình này. Hãy để ý khẩu hình miệng của mình nhá. Poor. Poor. Mọi người nhìn thấy cái miệng của mình không? O. O, tròn môi này, tròn môi đúng không ạ? Miệng của mình hóp hai má lại. O. O, được chưa? Poor. Poor. Được chưa? Poor. Đọc xong miệng của mình vẫn tròn thì mới đúng, được chưa? Poor. Poor. Tròn môi chưa? Poor. Poor. Được chưa? Cái từ poor này sẽ có nghĩa như sau. Các bạn nhìn vào hình để có thể hình dung rõ hơn nhá. Đây là poor này. Poor. Đây, đúng không ạ? Đổ đây. Đổ xuống, gió xuống này, được chưa? Poor. Thế nào? Rồi, chúng ta sẽ học động từ tiếp theo nhá. Động từ tiếp theo là press. 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 Âm ở cuối nhá. Press. Press. Đây. Press nhấn nút này. Được chưa? Press. Đó là động từ của chúng ta nhá. Cường con, chị có giá sách đẹp. Cảm ơn Cường nhá. Giá sách chồng chị đóng đấy. Ok. Tiếp này. Động từ tiếp theo của ta này. Scoop. Scoop. Mọi người chú ý nhé. Cái âm của chúng ta ở đây là âm u. Long u. U dài ấy. Thì chúng ta sẽ đọc là scoop. Scoop. Nào hãy quan sát khẩu hình của mình đọc cái từ này nhé. À để nhìn nghĩa của nó. Tức là dụng đây. Cái scoop. Nó vừa là danh từ vừa là động từ. Scoop là cái thìa đây. Cái muỗng để xúc đây. Thế nhưng cái từ scoop là động từ thì có nghĩa là xúc bằng muỗng, đúng không ạ? Đúng, muỗng để xúc ạ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xem thêm cái từ scoop này sẽ được đọc như thế nào, cái khẩu hình của mình sẽ như nào nhé. Khẩu hình của cái từ này này. Khẩu hình của từ này sẽ là scoop. Mọi người để ý nhá. Scoop. U. Âm u của chúng ta là âm u tròn môi. U và kéo dài đúng không ạ? Scoop. Đọc scoop xong rồi đến âm p bật ra đúng không ạ? Scoop. 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 Được chưa nào? Scoop. Và khi mà bật hơi xong ấy, cái bật cái hơi ở cuối cùng của cái âm này thì chúng ta sẽ có thể kiểm tra cái hơi của mình bằng cách như này. Chúng ta để cái bàn tay của mình ở trước cái miệng đúng không ạ? Và chúng ta thử xem cái hơi nó có bật ra tay của mình mạnh hay không. Scoop. Scoop. Thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái hơi đấy ở lòng bàn tay rất là mạnh, bật ra rất là mạnh, đúng không ạ? Scoop. Như thế thì nó mới đúng, được chưa? Scoop. Scoop. Được chưa nào? Ok. Mọi người hình dung được cái từ của mình không ạ? Cái cách đọc đấy mọi người có bắt chước được theo không? Mọi người có bắt chước được theo không ạ? Không biết là mọi người có nghe rõ không? Không thấy ai bình luận gì về việc là có nghe rõ mình nói hay không? Mọi người có nghe rõ không? Mọi người ai, những ai đang xem thì có thể bình luận giúp mình để mình biết là cái chất lượng nghe âm thanh có ổn không ạ? Mọi người bình luận giúp mình với. Có đúng không? Mọi người nghe rõ đúng không? Rõ lắm nhưng mà phải hỏi mới trả lời. Còn nếu không hỏi thì không biết là mọi người có đang nghe hay không thì không thấy ai bình luận gì. Đúng không ạ? Rồi, rõ. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục cái động từ tiếp theo của mình nhé. Động từ tiếp theo của mình này. Khi mọi người đọc thì mọi người chú ý nhé. Âm đầu, âm giữa và âm cuối. Chưa? Khi chúng ta đọc từ riêng lẻ là chúng ta sẽ phải đọc rõ âm đầu, âm giữa và âm cuối. Còn nếu như khi chúng ta đọc liền cả vào câu ấy, khi mà mọi người đọc liền cả vào câu thì có thể là mọi người sẽ nuốt âm hoặc là sẽ có trường hợp là nối âm thì lúc đấy là đọc cả câu nhá. Còn ở đây chúng ta đọc từng từ một đúng không ạ? Chúng ta đọc từng từ thì sẽ khác nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha.
Nào, từ này của chúng ta đọc là này, từ tiếp theo này. Soak. Soak. Đây, âm của chúng ta là có âm o và âm k, đúng không ạ? Soak. Soak. Được chưa nào? Soak. Mọi người có hình dung được cái cách mà chúng ta đọc không? Âm đầu, âm giữa và âm cuối. Nhớ nhớ giúp mình là trong tiếng Anh luôn có âm đầu, âm giữa và âm cuối. Phải đảm bảo được cả ba âm đó. Còn sau đó, chúng ta sau khi mà chúng ta học được những cái âm, đây là những cái âm mà người ta gọi là chỉ có một âm thôi. Khi mà có một âm thì chúng ta sẽ không phân biệt nó là trọng âm hay không. Nhưng ví dụ như cái âm này chẳng hạn. Như cái âm này là âm có hai âm tiết chẳng hạn. Become. Become. Thì chúng ta sẽ phải nhấn vào trọng âm cho nó, được không ạ? Khi mà chúng ta nhấn trọng âm thì chúng ta sẽ để ý đến một điều, đó là gì? Trọng âm sẽ cao hơn so với cái âm còn lại. Tức là có hai âm trở lên thì bắt đầu là sẽ xác định là sẽ có một âm, có một âm phải cao hơn là thành trọng âm, được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ phải đọc rõ cái âm đó, được chưa? Người hình dung rõ không ạ? Đó. Thế còn cái từ này, cái từ soak, 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 đấy, đánh vần này, soak là ngấm nhá, ngấm vào, được chưa? Lát nữa chúng ta sẽ học ở trong cái hoạt động này, đấy. Đó, lá trà ngấm vào nước này, đấy, sẽ dùng cái từ này, soak, được chưa? Tiếp nha, tiếp là động từ tiếp theo này, stir, stir. Với động từ này nhá, với động từ này thì chúng ta phải lưu ý đọc, đọc được nó thì chúng ta phải cong cái lưỡi của mình lên trên, được không ạ? Không đọc là âm ơ bình thường mà chúng ta sẽ đọc như thế này này. Mọi người quan sát khẩu hình của mình một chút để mọi người hình dung rõ hơn cái âm stir của mình nhá. Không phải là, không phải là stir, tơ theo kiểu tơ lụa của Việt Nam đâu, mà chúng ta sẽ phải đọc là stir, stir. Mọi người để ý, mọi người để ý cái cổ của mình âm ơ, mình sẽ phải, mình sẽ phải dùng cái lưỡi của mình, nó sẽ cong lên nha. Ở trong cái vòm họng của mình, mình khi mình phát âm ấy thì cái lưỡi của mình sẽ cong lên như này. Thế thì mình sẽ thấy là cái cổ của mình nó sẽ kéo cái cổ của mình lên, được không ạ? Thế thì mọi người sẽ quan sát nha. Stir, stir. Đấy, mọi người thấy cái cổ không ạ? Đó. Thì nếu như mà ai mà để ý một chút thì những người nước ngoài ấy, khi mà người ta phát âm ấy, cái cổ người ta, cái các cái cơ cổ người ta, người ta vận động khá là nhiều cái cơ cổ, đúng không ạ? Cái cơ cổ và cái khẩu hình của họ rất là dứt khoát và rõ ràng. Đấy là cái sự khác biệt giữa việc là chúng ta nói tiếng Việt và nói tiếng Anh, nó sẽ khác. Cái khẩu hình của họ ấy, khẩu hình của họ sẽ có những âm mà chúng ta phải lưu ý. Ờ, đó, có những âm ờ, chúng ta đọc xong thì cái cổ là cái gần này. Nó sẽ thành phản xạ tự nhiên. Khi mà chúng ta làm quen dần với cái việc phát âm này thì chúng ta sẽ tạo thành một cái phản xạ tự nhiên, chứ nó không phải là cái gì đó mà nó yêu cầu chúng ta phải gân cổ lên đâu ạ, mà đơn giản đó là cái âm của nó như vậy thì chúng ta đọc như thế thôi, đúng không ạ? Thế chúng ta không phải là chúng ta cố gắng gân lên như thế để chúng ta thể hiện rằng là chúng ta nói tiếng Anh như thế nào, mà đơn giản là cái khẩu hình của nó sẽ phải như vậy, đúng không ạ? Cái khẩu hình ấy, cái khẩu hình của chúng ta phải như vậy thì chúng ta mới đọc đúng được cái âm nó, đúng không ạ? Stir, stir, miệng của mình mở này, stir trong cái cổ của mình này, tại vì lúc ấy mình đẩy cái lưỡi lên để cho nó cong như này thì nó phải kéo cái cơ cổ của mình lên, đúng không nào? Đó, stir, chứ không phải đọc như là tơ của tiếng Việt, ok ạ? Từ tiếp theo nhé. Nào, từ tiếp theo này, strain. Strain. Nào, không phải là in mà là a, nó là âm a, được không ạ? Âm của chúng ta này, a, xong rồi âm cuối là âm strain, strain, đúng không ạ? Strain, ain, strain, strain, đúng không ạ? Mọi người đọc được theo không ạ? Strain. Đó, strain là lọc đây. Lát mọi người sẽ học trong cái hình ảnh của ta có cái từ strain, lọc trà, chợ. Tiếp này, động từ tiếp theo của chúng ta đó là turn, turn. Âm ơ của chúng ta cũng y như âm ơ ở trên của cái từ stir này, chợ. Turn, turn, có xong rồi nối với on đằng sau thành turn on, turn on,
đúng không ạ? Turn on là bật lên, turn on, turn off hôm trước học rồi đúng không ạ, là tắt đi ạ, turn on, turn off, off, được chưa? Turn on, turn off, turn on, turn off, được chưa? Đó là các động từ đây nhá, chúng ta đọc lại hết một lượt tất cả các động từ của mình trước khi chuyển sang phần danh từ này. Add, become, boil, drip, heat up, make, pour, press, scoop, soak, stir, strain, turn on. Được chưa? Tiếp theo sẽ là các danh từ của chúng ta nhé. Các danh từ này, những danh từ hết sức quen thuộc này. Coffee, coffee, chưa? Trọng âm sẽ rơi vào tiết đầu tiên, nó đọc mạnh cao hơn một chút. Coffee, coffee, cà phê, cái này thì ai cũng biết đúng không ạ? Coffee maker, maker, make, chưa? Maker, maker, chưa? Coffee maker, đây chính là cái coffee maker này, chưa? Cái ấm pha cà phê ạ. Chưa? Coffee maker. Đó. Tiếp. Coffee pot. Coffee pot. Mọi người chú ý cho mình cái âm t ở cuối. Chưa? Khi mà chúng ta đọc riêng từng từ như này thì chúng ta phải lưu ý đến cái âm cuối của từ nhé. Còn khi chúng ta đọc cả câu thì có thể đến lúc đấy chúng ta lướt âm thì chúng ta sẽ không nói đến làm gì. Nhưng đây chúng ta đang luyện đọc từng từ một thì chúng ta phải đọc đúng nhé. Coffee pot. Coffee pot là cái bình cà phê được không ạ? Đây. Coffee pot là cái này đây. Được chưa? Coffee pot. Mọi người chú ý cái từ của mình sẽ không đọc là pot giống như thành dấu sắc nhá. Cái dấu sắc thì nó sẽ hơi thiên về tiếng Việt, chúng ta sẽ đọc coffee pot. Cái giọng của mình nó sẽ trầm một chút. Được chưa? Pot, pot, coffee pot. Được không ạ? Coffee pot. Đó. Tiếp này. Fuel. Đây để mình cho cái phần phát âm lại một chút, mình sẽ cho mọi người xem ở trong cái phần phát âm của người ta sẽ thành đọc thành như thế nào nhé, để mọi người có thể hình dung được cái phần đọc của mình. Nó sẽ không đọc là thành port là dấu sắc nhé, để mọi người có thể hình dung được. Đây mọi người nghe này. Port. Đó. Port. Đó, cái giọng của họ trầm xuống đúng không ạ? Port. Port. Chứ người ta sẽ không đọc thành port, tức là dấu sắc đi lên đâu, mà là port, coffee port. Đúng không ạ? Đó, đó là cái cách mà người nước ngoài họ đọc, đó là cái giọng họ, cái tông của họ trầm, trừ khi đó là cái âm mà mang trọng âm thì chúng ta mới đọc dấu sắc lên. Có được không ạ? Mọi người có hình dung được không? Chúng ta sẽ xem đến từ tiếp theo nhé. Từ tiếp theo của mình đây. Filter. Filter. Đây. Filter. Filter. Filter là cái màng lọc mọi người nhé. Filter. Hoặc nếu như chúng ta đọc theo Anh Mỹ thì chúng ta sẽ đọc thành filter. Filter. Cũng được nhé. Filter hoặc filter. Đúng không ạ? Tiếp này. Levis. Levis. Chưa? Levis. Leave it. Levis. Ở đây là lá. Chưa? Lá trà. Levis. Leave it. Chưa? Mọi người đọc cái âm y nó kéo dài ra một chút thì chúng ta sẽ phân biệt được với từ live là sống ở đâu đó. Leaves. Leaves. Một từ đọc là leaf. Đây, cái từ sinh sống của chúng ta ấy. Chúng ta là leaf. Leaf. Đúng không ạ? Rất là ngắn. Thế còn từ này đọc là leaf. Đúng không ạ? Leaf. Nó dài hơn. E. Leaves. Được chưa nào? Tiếp này. Milk.
Milk, không phải là mew giống như kiểu con mew, mèo mew mà chúng ta vẫn gọi, mà là phải là milk, milk, phải có âm k ở cuối nhá, sữa đấy, đúng không ạ? Milk, milk, phải có âm k bật ra, được chưa? Sữa, đúng không nào? Đang, từ tiếp theo là saucer, 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 nào saucer, hai âm tiết đúng không ạ? Âm tiết là sự trọng âm nó rơi vào âm tiết đầu tiên đây, saucer. Mọi người có hình dung được cái từ saucer của chúng ta là từ gì không? Có ai biết nghĩa của nó không? Cái saucer đây, để mình cho các bạn xem cái hình ảnh của nó nhé. Đây, đây chính là cái saucer này, saucer, được chưa? Saucer, saucer, đó. Tiếp này, scoop, scoop, như mình nói ở bên trên nó là vừa là danh từ vừa là động từ đúng không? Scoop, cái muỗng này, muỗng hoặc cái thìa, được chưa? Tiếp, strainer, strainer, vừa nãy ở đây có từ strain, đến đây là strainer, được chưa? Là danh từ đấy, biến nó thêm âm đuôi ờ đằng sau vào, được chưa? Để tạo thành strainer, strainer, được chưa nào? Tiếp, sugar, sugar, mọi người chú ý cái âm này, chúng ta sẽ phải đọc mạnh lên, chu cái môi của mình ra và đọc. À, mọi người có thể nhìn cái khẩu hình của mình một chút nhé. Khi đọc môi của mình sẽ chu ra, hơi sẽ đẩy ra ngoài mạnh, được không ạ? Sugar, sugar, đúng không ạ? Sugar, sugar, đọc phải mạnh lên, chu cái môi ra, chứ không phải là sugar, không phải là sugar theo kiểu đọc đọc đấy. Mọi người thấy nếu mình đọc một cái âm thông thường nó sẽ là sugar, môi của mình không hề chu ra, đúng không? Nhưng đọc cái âm này sẽ phải là sugar, sugar, được không nào? Đó. Tiếp nha. Từ tiếp theo của chúng ta là switch. 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 Chưa? Tiếp theo, từ này mình đã hướng dẫn ngay từ đầu rồi. T. T. Phải đọc xong và miệng của mình đang giống như đang cười, hai hàm răng của mình khép và mình giống như kiểu đang gắn chặt với nhau vậy ạ. T, được không nào? Tiếp này, teacup, teacup, tách trà. Đây, cái như thế này sẽ được gọi là teacup, được chưa? Teacup, không phải là teacup, không phải là cup, giống như cup sách hay là gì đấy, mà là phải là cup, teacup, đúng không ạ? Teacup, cái tách trà, được chưa nào? Mọi người cố gắng đọc cái giọng của mình ấy, nó trầm xuống một chút, thì nghe cái tiếng Anh của mình nó sẽ giống với lại cái giọng của người nước ngoài hơn một chút, đúng không nào? Và người ta sẽ nghe, người ta đỡ cảm thấy là nó bị lên giọng. Chưa? Tiếp này. Tea kettle. Tea kettle. Tea kettle là cái tách, à đây là cái ấm này, cái ấm mà chúng ta đun nước ấy. Đun nước trà này, chưa? Tea kettle. Tiếp nha. Teapot. Teapot. Teapot thì là cái tách để pha trà, đúng không ạ? Teapot. Đây, cái chuyên này, cái chuyên của chúng ta này, đúng không ạ? Tiếp, từ cuối cùng của chúng ta rất quen thuộc, water, water hoặc water. Nếu theo Anh Mỹ chúng ta đọc là âm d thành water, water. Còn nếu Anh thì chúng ta cứ đọc là water bình thường nhé. Chưa nào? Nước. Từ này rất quen rồi, chắc không ai không biết, đúng không ạ? Tự nhiên nó lại mờ rồi. Chị Bình Tâm à? Chị ơi, khi mà chị tác tên của bạn của mình vào thì chị phải đợi cho nó hiện cái tên đấy lên. Chị phải đánh đúng cái tên đấy xong đợi nó hiện cái tên đấy lên thì chị nhấn vào cái tên đấy thì mới thành tác tên được, chị Bình Tâm ạ. Được chưa? Tiếp các tính từ của mình nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục học các tính từ này. Các tính từ của mình đó là electric. Electric.
cái này trọng âm nó rơi vào nghĩa thứ hai, chúng ta đọc nó cao hơn một chút nhỉ. Electric, electric, vẫn có âm k ở cuối nhá. Electric, electric, được chưa? Chú ý mình nhắc các bạn là khi chúng ta đọc các cái trọng âm ấy thì mọi người cũng phải để ý đến các cái trọng âm đấy, được chưa? Electric là điện nhá. Còn growled, 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 growled. Bình thường cái danh từ thì nó có nghĩa là mặt đất, nhưng từ growled ở đây sẽ dùng với trong cái cụm từ đó là growled coffee, sẽ là cà phê xay nhé mọi người. Nó sẽ, đây là sẽ đặt vào văn cảnh để có thể hiểu được nghĩa của nó đấy, được chưa? Và từ cuối cùng của chúng ta, hot, hot, hot. Từ này tưởng chừng rất quen thuộc đúng không, nhưng hầu hết mọi người đều đọc nó là hot, hot, nó có âm t đấy, nhưng mà nó lại mọi người đọc nó hình dấu sắc, nhưng thực tế thì cái từ này khi mà đọc trong từ điển nó sẽ đọc thành hot, hot. Cái giọng của họ ấy, đọc rất là trầm, được không ạ? Mọi người không tin thì mình sẽ lại cho mọi người xem, gọi là nghe thử cái giọng do ở đây nghe từ điển để cho dễ, đúng không ạ? Đây nhá, mình đã đánh cái từ đấy ra rồi này. Trong cái cuốn từ điển mà mình vẫn giới thiệu với mọi người, đó là từ điển gì đây? Dictionary Cambridge, đúng không ạ? Thì người ta sẽ đọc như sau, tiếng Anh, Anh, tiếng Anh Mỹ này, tiếng Anh Mỹ trước nhá. À xin lỗi, tiếng Anh, Anh trước nhá. Hot, hot. Đó, mọi người có thấy người ta đọc thành dấu sắc như chúng ta tiếng Việt không? Hot không? Chúng ta đọc là hot, đúng không ạ? Anh Mỹ này. Hot, hot. Cái này thì hơi giống với giọng và kia một chút, đúng không ạ? Và mọi người để ý thì sẽ thấy là tiếng Anh ấy thì sẽ bật cái âm cuối rõ hơn so với tiếng Anh Mỹ. Anh Mỹ thì người ta có xu hướng là cái âm cuối đấy người ta đọc không rõ bằng tiếng Anh. Được chưa? Đó là các cái danh từ và tính từ của chúng ta nhé. Chúng ta luyện lại một lần nữa các danh từ này. Coffee, coffee maker, coffee pot, filter, leaves, milk, saucer, scoop, strainer, sugar, switch, tea, teacup, tea kettle, teapot, water, electric, loud, hot. Được chưa? Đó là các từ của chúng ta ở trong bài ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần đó là đi vào các hoạt động cụ thể, được không ạ? Chúng ta sẽ xem pha cà phê thì sẽ nói như thế nào, và pha trà sẽ nói như thế nào. Và chúng ta sẽ áp dụng nó cả trong việc là chúng ta xem các cái hoạt động, ví dụ như là múc cái gì đó bằng muỗng này, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta nói rằng cái việc là nước nó nhỏ giọt như thế nào thì chúng ta cũng sẽ áp dụng được, đúng không nào? Chúng ta sẽ xem hoạt động đầu tiên nhé. Making coffee with an electric coffee maker. Pha cà phê bằng ấm pha cà phê điện, được chưa? Coffee maker. Nào chúng ta xem hoạt động đầu tiên của mình này. Pam, Pam ở đây là tên riêng của một người tên là Pam, được chưa? Pam scoops some ground coffee into the filter. Đây là cái filter này, được chưa? Scoops ở đây chủ ngữ là Pam nên chúng ta sẽ thêm một chữ s ở đây và chúng ta sẽ đọc nó scoops, scoops, đúng không ạ? Scoops some ground coffee into the filter. Mọi người chú ý nhá, khi chúng ta đọc thì chúng ta cố gắng là lúc mà mới luyện đấy ạ, tại vì mọi người nếu là mới thì chúng ta sẽ luyện từng cái cụm nhỏ một, chứ chúng ta không đọc nhanh một lượt, tại vì chúng ta sẽ không đủ hơi để đọc, thì chúng ta sẽ cố gắng là ngắt ra một chút này. Ví dụ Pam scoops some ground coffee into the filter, người ta sẽ tách ra thường là 2 đến 3 từ tạo thành một nhóm, xong người ta ngắt nghỉ hơi, được không nào? Pam scoops some ground coffee into the filter, được không ạ? Pam scoops some ground coffee into the filter. Đó là cái cách mà chúng ta đọc từ chậm trong chuyển sang nhanh để cho câu của mình nó dần trơn hơn, được không nào? Pam sẽ dùng muỗng để múc cà phê cho vào phin lọc. Đây, cái phin của mình, the filter. Đó, được chưa? Tiếp nha.
then để cái đọc được cái từ này thì chúng ta sẽ phải thè lưỡi ra chúng ta đọc nha. Hôm trước mình đã hướng dẫn cái từ này phải thè lưỡi ra rồi đúng không? Lưỡi đặt thứ hai hàm răng thè ra xong sau đó là đó. Xong đọc là then đúng không ạ? Then sau đó ấy, then thè lưỡi ra để đọc thì nó mới đúng được đúng không ạ? Then được chưa? Tiếp nha. She pours some water into the coffee maker. Nào mình đọc từng từ nhé. Then she pours some water into the coffee maker. Được chưa? Then she pours some water into the coffee maker. Các bạn có thể ngắt này. Mình hướng dẫn các bạn ngắt. Then này, ngắt này. She pours là ngắt này. Some water, ngắt này. Into the coffee maker thì có thể để cả cụm luôn, được chưa? Then she pours some water into the coffee maker. Các bạn có thấy cái ngữ điệu của chúng ta nói không ạ? Then she pours some water into the coffee maker. Vậy ở đến là cuối này sẽ xuống giọng đúng không nào? Đây chính là cái ngữ điệu của ra đi xuống ở cuối câu. Đúng không ạ? Với cái câu người ta nói tiếng Anh thì người ta sẽ xuống giọng cuối câu nhé mọi người. Câu dấu chấm như này. Một câu tường thuật thông thường người ta sẽ xuống giọng cuối câu. Tiếp nha. She turns the coffee maker on by pressing the switch. She turns the coffee maker on by pressing the switch. Được chưa? She turns the coffee maker on by pressing the switch. Mọi người hình dung được không ạ? Đó, cô ấy bật công tắc điện. Công tắc này này, mở điện, đúng không nào? Tiếp này. The water heats up. Mình vừa nói ở đây là cái cụm từ này sẽ nối âm thành heat up, đúng không? Đó là ở đây có âm t. Nhưng ở đây với cái từ the water thì ở đây chúng ta có âm s cuối. Heats và nối với âm này heats up, đúng không ạ? The water heats up. Được chưa? Nước thì bắt đầu nóng lên. Đây, nhiệt độ tăng lên, đúng không nào? And drips through the ground coffee. Drips through the ground coffee. Nhỏ giọt qua lớp cà phê xay. Đây, nhỏ giọt. Drips. Được chưa? Drips. Cũng đọc âm s. Được chưa nào? And drips through the ground coffee. Đó. À, khi mà đây nhá mọi người để ý này. Vừa nãy chúng ta đọc cái từ ground thì đọc một mình nó sẽ phải đọc rất rõ cái âm d ở cuối đúng không nào? Ground. Nhưng đến khi mà chúng ta đọc ở đây thì chúng ta sẽ bỏ cái âm này đi. Người ta gọi là nuốt âm ấy. Thì mình sẽ đọc là through the ground coffee. Chúng ta sẽ không còn cái âm d này nữa. Chứ bây giờ nếu chúng ta ngắt lại chúng ta đọc thì cái âm của chúng ta sẽ khá là buồn cười. Ví dụ như đọc sẽ thành through the ground coffee. Thế thì sẽ rất là tốn hơi và cái câu của mình nó sẽ bị ngắt quãng. Đấy, thì ở trong tiếng Anh nó sẽ có những cái âm mà người ta sẽ ngắt đi. Đây cái âm tắc, đúng không ạ? Cái âm này đọc cái hơi nó bị tắc lại, làm cho cái hơi của mình bị ngừng lại. Thế nên mình sẽ lướt nó đi, mình sẽ bỏ nó đi. Thế mình sẽ đọc là and drift through the ground coffee. Ground coffee, đọc mỗi là ground coffee, không còn âm d nữa, đúng không ạ? And into the coffee pot. And into the coffee pot. Và chạy vào cái bình cà phê này. Drop. Đây là cái drop, là cái giọt này. Thế còn drip là nhỏ giọt. Được chưa nào? The coffee pot. Coffee. Được chưa? Đặng Ánh Phượng hỏi là có những âm nào tắt đi như vậy ạ? À, để mà biết được những âm nào tắt đi thì em phải học cái bảng phiên âm quốc tế ấy, bảng IPA ấy. Nó sẽ có các cái phần phụ âm. Em đọc cái âm nào mà em thấy cái hơi của mình không kéo dài ra được mãi ấy, thì nó sẽ là âm, được gọi là âm tắc, đúng không ạ? Ví dụ như âm p, thế mình đọc xong là cái hơi của mình ngừng lại đấy thì sẽ được gọi là âm tắc. Thế ví dụ như là âm này cũng thế này. Ví dụ như là âm k,
Đây, ví dụ mình đọc âm make, make, đến đây là âm k. Đấy, thì nếu như đằng sau mà không phải là một cái âm cụ thể như là âm up mình nối thành make up thì mình sẽ có thể sẽ bỏ, phải bỏ cái âm ấy đi. Hoặc nếu như ở trong cái câu đấy còn phải tùy theo cái việc là ở trong cái đấy nó có nhiều âm phụ âm hay không. Ví dụ đây nó có hai phụ âm này thì chúng ta giữ lại cái phụ âm này thôi, còn âm này thì chúng ta bỏ đi. Cái này em tìm hiểu, em gõ trên Google nhá, em sẽ thấy cái quy tắc, người ta gọi là quy tắc nuốt âm ấy, trên Google có rất là nhiều, gõ là ra luôn ấy. Người ta sẽ nói về cái quy tắc nuốt âm đấy, và người ta nói đến những âm nào sẽ là nuốt đi, còn âm nào sẽ không. Đó, cố gắng chịu khó tra trên Google là sẽ thấy luôn nhé. Ok không ạ? Đó là các hoạt động về making coffee của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái cụm đó là making tea, pha trà, được không nào? Making tea, chúng ta sẽ xem đây là Dan, một người khác, không phải là Pam nữa mà Dan, được không ạ? Dan boils water into the tea kettle. À, mọi người phải học cái phần phát âm thì mọi người sẽ hình dung rõ này. Ví dụ trong từ boils thì cái âm này sẽ được đọc là âm z. Đó, nhưng trong từ ví dụ từ drips thì cái âm này nó sẽ được đọc là âm s. Tại sao lại như vậy? Thì mọi người có thể thấy đây, nếu mọi người hình dung rõ thì mọi người sẽ thấy đây là âm vô thanh này. Vô thanh nó sẽ đi với âm vô thanh. P là khi đọc vô thanh tức là âm nó sẽ không rung ở cổ của mình. P không rung ở cổ, và âm s cũng không rung ở cổ. Vô thanh nó sẽ đi với âm vô thanh. Còn ở đây là âm boil, khi đọc âm l thì cổ của mình nó sẽ rung, người ta gọi là âm hữu thanh. Thế nó sẽ đi với âm z, nó cũng rung này. Hữu thanh đi với hữu thanh, đó là cái nguyên tắc chúng ta học, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết là boys, boys, được chưa nào? Dan boils water into tea kettle. Dan boils water into, xin lỗi, Dan boils water in a tea kettle. Được chưa nào? Có thể đọc là kettle hoặc là kettle đều được. À, nếu như mà anh Mỹ thì nó sẽ đọc thêm cái âm này là r, thì có thể nó sẽ nối âm. Thế còn nếu như không đọc thì chúng ta sẽ đọc là boys water in. Thế còn nếu thích nối âm thì có thể là boy water in cũng được. Đôi khi cái việc nối âm nó sẽ tùy thuộc vào cái việc chúng ta nói, chúng ta có phát ra cái âm cuối đấy hay không. Nên nếu không phát âm cuối thì sẽ không nối âm được, đúng không nào? Và thêm một điều nữa là nối âm còn tùy thuộc vào cái người đọc nữa. Người ta ngắt ra chỗ đấy thì người ta sẽ không nối âm. Còn nếu mà người ta đọc liền một mạch thành một cái câu nhanh thì người ta sẽ nối âm thôi. Đấy, còn tùy thuộc vào người nói để quyết định xem có nối âm hay không nhá. Tiếp này. Teapot. Đây. He pours. Đây cũng là âm z. Được chưa nào? Đó, như mình nói, hữu thanh như hữu thanh. Pours. He pours the hot water into a teapot. Các bạn chú ý cứ cái câu mà những cái câu mà gọi là những câu người ta gọi tường thuận như này thì chúng ta đều xuống giọng cuối câu cho mình nhé. He pours the water. He pours the hot water into the teapot. Into a teapot. Được chưa nào? Anh ấy đổ nước sôi vào bình trà. And as some tea leaves. Some tea leaves. And as âm của ta đây là d, có rung nên chúng ta sẽ đọc là as, chưa? As, and as some tea leaves, chưa nào? Leaves. Tiếp nhá. As the tea leaves soak in the water. Đấy là mình đọc, đang đọc từng từ một đúng không nào? Mình đang đọc mẫu cho các bạn từng từ một thì mình sẽ đọc như thế. As the tea leaves soak in the water. Đó. Thế nhưng khi chúng ta đọc nhanh thì chúng ta sẽ phải nối âm này. Tại vì có âm k, nối âm in xong. Shocking. As the tea leaves soak in the water. Đúng không ạ? Nối âm. Thấy không ạ? Chúng ta sẽ nối. Còn khi mà chúng ta đọc chậm từ từ một thì chúng ta không nối cũng được. Ok không ạ? Tiếp nha. The water becomes tea. The water becomes tea. Nước trở thành trà. Water. Tea. Tea. Được chưa nào? The water becomes tea. Becomes tea. Dan strains the tea. Strains. Cũng là âm z. Đúng theo nguyên tắc đó là hữu thanh như vị hữu thanh. Đúng không ạ?
Dance strains the tea. Dan sẽ lọc trà. Tại vì cái trà này nó sẽ có cái cặn ở bên dưới đây đúng không nào? Nên chúng ta sẽ phải lọc. Strainer đây. Để chúng ta lọc cái đây mọi người sẽ thấy nhé. Cái strainer này là cái lọc nó giống như kiểu cái giá, cái rổ của chúng ta mà để lọc những cái to ấy. Được chưa? Cái còn cái ở trên này là cái filter là để lọc cái hạt bột bột nhỏ nhỏ nha. Thì được gọi là filter. Nó sẽ khác nhau giữa strainer và filter là ở chỗ đấy. Chờ một cái là cái bột, còn một cái là những cái lá nó vẫn còn khá là to như này. Được chưa? Đó. Và câu cuối cùng của chúng ta. Then he adds sugar and milk and stirs his tea. Add sugar and milk. Cho thêm đường và sữa. Sau đó là khuấy ơi, khuấy đảo lên. Stirs his tea. His tea. Được chưa nào? Chúng ta sẽ đọc lại tất cả các câu của mình nhé. Dan boils water in a tea kettle. He pours the hot water into a teapot and adds some tea leaves. As the tea leaves soak in the water and the water becomes tea, Dan strains the tea. Then he adds sugar and milk and stirs his tea. Được chưa nào? Đó. Vậy là nội dung bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Về cơ bản là một bài chỉ có một mặt thôi đúng không? Nhưng chúng ta phải học rất là kỹ thì chúng ta nói được các cái từ của mình này, sau đó là nói được các cái hành động của mình. Và khi mà chúng ta in cái cuốn này ra thì chúng ta đọc đi đọc lại các hoạt động để chúng ta nhớ nhá, cái cách người ta dùng ấy. Ví dụ như là pour some water into này, chúng ta có các cái cụm mà chúng ta có thể lưu ý ở trong đây. Đó là gì? Pour some water into, tức là đổ cái gì đó, đổ nước vào đâu đúng không nào? Vậy không phải là the coffee maker nữa mà là cái cốc chẳng hạn, cái teacup chẳng hạn, thì mình cũng có thể dùng là she poured some water into the teacup. Đúng không nào? Đó, hay là không phải là pour water nữa mà là pour milk. Đổ sữa đúng không nào? Đổ sữa vào cốc chẳng hạn. Ví dụ she poured some milk into the glass. Into the glass. Đúng không nào? Đó, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thế, hoặc into the teacup. Đổ sữa vào cái cốc trà. Để thành cà phê sữa ấy, đúng không? À, thế thì phải dùng là in the cũng là cái teacup nhưng mà ở trong đó có trà rồi đúng không? À, trong đó có cà phê chúng ta dùng là nó vẫn gọi là cái teacup thôi, tại vì đây là cái tách để đựng trà mà. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta có thể đổ sữa vào trong cái cà phê để hòa thành cà phê sữa cũng được, đúng không nào? Đó, hoặc là turns. Ở đây người ta có cụm từ là turns the coffee maker on. Thế thì mình sẽ biết là turn something on, bật cái gì đó lên. Turn the switch on. Turn the switch on. Đấy, mình nếu mình nối âm, được chưa? Đấy, ví dụ như đây, có cái nút nguồn của cái máy tính thì mình sẽ dùng là turn it on. Turn it on. Bật nó lên, đúng không nào? Rồi đun nóng, nước nóng lên. The water heats up. Được chưa nào? Mọi người hình dung đúng không ạ? Rồi boil, đây là Dan boils water. Đây là đun nước sôi, nghĩa là chúng ta không đun nước mà chúng ta đun một cái dung dịch gì đấy khác thì chúng ta cũng sẽ dùng cái từ boil này được, đúng không ạ? Pour đây, pour the hot water into a teapot. The hot water, nó chỉ khác là nó chỉ thay vào cái từ là hot water thay vì dùng từ the water thông thường, đúng không ạ? Pour the hot water hoặc là pour water into a teapot đều được, ok không ạ? Đó. Bây giờ 9:32 rồi, bài học của chúng ta đã diễn ra gần 1 tiếng. Và chúng ta đã kết thúc bài học của mình ở đây. Chúng ta đã kết thúc cái nội dung mà chúng ta sẽ học ở trong bài này về making coffee, making tea. Buổi sau chúng ta sẽ học một chủ đề, đó là chuẩn bị nướng bánh mì và bánh ngũ cốc pha sữa. Đó, nội dung bài tiếp theo. Nếu mọi người có sách thì mọi người sẽ biết bài tiếp theo là gì, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta học thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải luyện tập liên tục nhé. Chúng ta phải luyện tập liên tục để mọi người có thể nhớ được các cái từ đấy. Nhưng không phải là trong một hôm là chúng ta có thể học được luôn. Nhiều người cứ bảo là sao em học mà em cứ quên mất cái từ đấy.
thì cái việc quên đấy là chuyện hết sức bình thường, đúng không ạ? Tại sao lại là chuyện hết sức bình thường? Thì mọi người cứ tưởng tượng như này này, khi mọi người gặp một người lạ ở ngoài đường thì liệu mọi người có nhớ được người đấy ngay lập tức không? Có phải là ngay tối hôm đấy sẽ là tương tư người đấy không? Nên nếu muốn tương tư người đấy thì cái từ đấy phải cực kỳ đặc biệt, đúng không ạ? Ví dụ như là cô nào phải gặp cô nào đấy cực kỳ xinh, hoặc là anh nào đấy cực kỳ đẹp trai, kiểu hot boy, hot girl, thì chúng ta mới có thể nhớ được ngay lập tức, đúng không? Và gặp một hoặc hai thôi thì chúng ta mới ấn tượng. Thế bây giờ ví dụ như là trong một ngày chúng ta gặp khoảng 50 anh rất đẹp trai, hoặc là 50 cô gái rất đẹp trai, thì cô nào cũng đẹp, cô xin lỗi, đó là 50 cô gái rất là xinh gái chẳng hạn, thì nếu như mà chúng ta ai cũng thấy ấn tượng hay chúng ta không có một người nào ấn tượng đặc biệt, thì liệu chúng ta có nhớ những người đó ngay không, nếu những người đó là lạ, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cần một cái quá trình, đó là hôm nay chúng ta gặp, xong rồi chúng ta lại quên đi nếu như chúng ta không gặp lại. Thế còn nếu như chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ lại nhớ người đấy, đúng không? Vậy chúng ta nó giống như ở quá trình mà chúng ta làm quen kết bạn với những người khác ấy. Lần đầu tiên không thể quen ngay được, phải lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, rất nhiều lần qua quá trình trò chuyện, qua quá trình giao tiếp thì chúng ta mới bắt đầu trở thành bạn, chúng ta mới bắt đầu trao đổi các thông tin với nhau, đúng không? Thế từ mới cũng như thế, nó không thể nào trong một buổi xong rồi chúng ta đọc xong chúng ta đòi rằng là chúng ta sẽ nhớ nó mãi mãi được. Cái trí nhớ đấy là trí nhớ thần kỳ, thì cái cũng có cái phương pháp luyện trí nhớ thần kỳ đấy, thế nhưng mà các bạn sẽ luyện theo cái cách khác, đúng không ạ? Thế thì nếu như cái bộ nhớ của chúng ta cứ liên tục nạp vào nạp vào nạp vào và đọc từ nào nhớ luôn từ đấy mà không bao giờ quên đi như thế, thế thì từ nào cũng nhớ, thì cái bộ não của mình đâu có chứa được hết tất cả cái thứ đấy không, có lưu được hết không? Thế thì chúng ta chỉ cái não nó rất là thông minh, đó là nó chỉ chọn những cái nào mà thường xuyên xuất hiện thôi. Vậy những cái từ nào càng xuất hiện nhiều thì chúng ta sẽ càng quen nó và chúng ta sẽ nhớ nó lâu, đúng không nào? Vậy thì chúng ta buộc phải làm cho cái tần suất xuất hiện của những cái từ đó nhiều hơn và tăng cái tần suất xuất hiện đấy lên, thì chúng ta mới bắt đầu làm cho cái từ đấy nó trở thành vốn từ của mình được. Chứ bây giờ một hôm gặp một cô người lạ ngoài đường xong gọi là cô đấy về nhà tôi xong làm vợ tôi có được không? Đó, thế từ mới thì nó cũng như thế, không thể nào mà vừa mới gặp cái từ đấy ngày hôm nay xong đòi cô đấy cái từ mới đấy nó ở trong đầu mình mãi được. Lần sau phải gặp lại phải ôn lại thì mới có thể nhớ được chứ. Đúng không ạ? Thế mọi người chú ý khi mà mọi người học các cái từ mới thì mọi người phải thật kiên nhẫn, mọi người phải luyện tập đi luyện tập lại, đúng không ạ? Để mà nói được những cái từ đấy, để mà đọc được những cái từ đấy, mình phải luyện thật nhiều mà mình mới nhớ được cái cách phát âm của nó này, nhớ nghĩa của nó này, nhớ cái cách mà người ta sử dụng ở trong cái cụm đấy này. Đó. Quá trình học của mình là như vậy. Nó tiếng Anh nó là một ngôn ngữ, nó sẽ yêu cầu sự kiên trì chứ nó không yêu cầu cái sự thông minh, không cần quá thông minh, đúng không ạ? Miễn là học được tiếng Việt thì sẽ học được tiếng Anh. Đó, nó là một ngôn ngữ thôi, và tiếng Anh thậm chí là còn dễ hơn cả tiếng Việt nữa. Nên chúng ta sẽ phải kiên trì chứ chúng ta đừng có bảo là một hôm chúng ta đã nhớ được nó luôn. Làm gì có ai có cái kiểu là trí nhớ siêu thần kỳ theo kiểu là học từ nào nhớ từ đấy trong vòng một lần, đúng không ạ? Đó. Thế còn cái phương pháp của người Do Thái đó là học để nhớ lâu ấy, đấy là cái cách người ta học để nhớ lâu, còn không phải là học để nhớ luôn trong một lần, mà là cũng phải ôn đi ôn lại đấy ạ, người ta cũng phải ôn đi ôn lại những cái cụm đấy thì mới được. Ok không ạ? Đó, thì mình có chia sẻ một chút về cái việc đó là mọi người thắc mắc là tại sao lại không có thể nhớ được cái từ vựng, thì cái nguyên nhân đó là như vậy. Nguyên nhân là đó là cái não của chúng ta phải liên tục cho nó gặp, cho nó làm quen đấy. Làm quen rồi xong rồi nó làm quen lại rồi lại gặp lại thì chúng ta mới bắt đầu thành các cái từ quen và chúng ta mới nói và nhớ được nó được, nó mới thành vốn từ của mình được, đúng không ạ? Rồi bây giờ cũng đã khá là muộn rồi, thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học của mình ở đây ngày hôm nay được không nào? Và mọi người chú ý là hãy luyện tập thật chăm chỉ, gặp đi gặp lại các cái từ mới của chúng ta để biến nó thành của mình, được chưa nào? Và thêm một điều nữa là ngày mai mình bận rồi nên mình không thể dạy được. Thì hẹn mọi người vào thứ hai tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục buổi học của mình, được không ạ? Ok, goodbye and see you next time.